xong mà bị lưu trước. Vô lên ganh luôn rồi ba. Thằng blue lên luôn kìa. Rồi lần sau là chết này. Vô ổn lên ổn phá không thể tôi đi thằng này xóa chán không được farm được. I stand ready. Just an enemy has been slain.
tôi hả? Không dễ đâu. Nó sắp bất lát nha. Nó sắp là ông đánh cáo với ta. Khó đi. Xém tí chết được. Fear not, I'm coming. Bị Javan đầu game nó lên mình không có đè được nó lúc đầu. Có vậy hay không? Giờ hết công ty giờ lên là chết. Lên là anh giết. Tốt. Hết công ty hết lát để đừng có nhoi. Our deeds shape the future. An ally has ôi chết rồi. Trời ơi nó có ulti luôn nữa hả? Ulti hồi nhanh vậy hả? Trời ơi, ảnh hồi ulti luôn rồi kìa. Nó sẽ đọc cười với người ta. Sắp đánh hết lại nó rồi đó. Chơi kìa. Tele le lên. Chứ cái tele đúng không? Mình phá quy của nó là được rồi. Giờ đi chơi kiếm Garen. Rồi bên kiếm con Java. In the king's name. Keep faith in yourself. An enemy has been slain. Thôi nháo hết công ty đi chơi. What we do is right.
nó kéo lên kìa. Nó kéo hồi lên nó chơi tôi kìa. Mấy ông coi được không? Để nó canh top mày coi được không? Ông Fit nãy giờ ông làm gì nha? Mà rồi. Hai phút trăm bảy mấy quay nhiều rồi đó. Mới đâu. Ông phạm thua tôi xa. Ông về cái là bể trụ đó. Về thì không kẹo không đi đánh được bao nhiêu ôi bể trụ nha quê chưa. Rồi thấy bà mày rồi. Hết mana này. Trời ơi. Tưởng ganh tôi mà ngon hả? Hồi tôi đánh tôi sắp mặt. Our deeds shape the future. Kéo hội lên đúng không? Cái tốc độ chạy gọi là cái tốc độ bàn thờ, hiểu không? Khí hậu. Cho một cái thiêu đốt mình tặng cho mày đó, tặng riêng đó. Ây da, không để ý, đã để ý thằng này. điểm thằng nên điểm đó. Tóc biến lên đánh cái hạt nổ. Qua bên đây cũng gặp Fit. Đáng lòng thanh niên. Đó, nó sẽ giờ được có 200 quy chứ nhiêu. Qua đây thằng này nó chịu chứ sắp mặt. Có khi nào mày ỉa mua chủ đi đâu? Right.
mày kịp bận ulti với anh không? Sẽ lọt rồi. Dẫn mặt. Ôi ơi, một sấy, cái sấy nhảy một lần đam này là chết cổ nó rồi. Tóc biến nó ập sọt mình điếm thiệt. Chó. Thằng chó này. Đừng giỡn với gà rừng. Assert này giờ nát rồi. Chơi gì lại tôi. Forge onward. Chấp thân hôn này. Gavan đấy. Chết rồi nha mày. Tí chết với anh nha mày. Sách chiêu hồn ha. Tí anh cho mày rụng nụ. Garen là ta cứ lên một loại đồ rồi sao? Thế thì cái đen ta cứ lên nam một loại đồ, cái mai mua rìu đen về giao điện vô cực rồi sao, tướng đeo nó tôi cũng lên rồi thế còn đeo lên đồ vậy luôn chứ có gì đâu, cái gì ta rủ gần lên con anh đó đúng giết được hết, đứng ngu là tóc biến một cái là chết, khỏi cần lên level 6 cầm thiêu đốt là chết rồi. Thằng thiếu gõ cái xoáy chết giết hết một con biến là chết rồi. Mày không có đủ tư cách nói chuyện với tao, mày không có tư cách nói chuyện với tao. Tôi nhớ là tôi dí nó, tôi quy mà tôi quy vào nó chứ đâu phải tôi quy vào trụ đâu, tôi nhấn nhầm một cái trụ, quy vào nó là nó chết đấy, cái quy đam to quá, quy tôi 400+ đam đi quy vào trụ vẫn liền mày vậy, nó sọ cái thằng giấy là một hit.
có tốc biến ở đây. Thằng này là one hit. Ui, nó trưởng kìa. Trưởng một cái một kìa. Thốn chưa con? Thốn chưa con? Thằng này nó cũng săn lóc hết vậy. Khi được cái này nó có sách chiêu hồn ra mà to. Rồi đi để lẻ. Kể cả chúng mày. Legendary luôn rồi kìa, ghê không? Ghê không? Không quan tâm thằng biết nó xanh hay không, cho anh để anh thấy là mày chết. Mẹ cái thằng mấy thằng chó phá búp siêu các kiểu cho nó chích bà nó với tôi rồi. Hên đấy nha con, không có đồng đội mình là mày chích bà mày rồi. Chết thằng Cassidy rồi. Tập nhà. Tao nói là không có bồ mà là mày coi chừng. Ghê anh phá được cái nhà là chính. Đam mà có tác dụng một lan rồi đấy. Nghe em nghe. Ôi tôi level 15 rồi đó. Cái này là xanh cao nhiêu cũng 14 rồi. Một lát thôi. Cái gì?
đấy. Nào cảm thấy mình có đủ tư cách đánh với anh thì lên đây. Never forget why we fight. Sao? Nó lên chết tốt nè. Phá nhà mày thôi. Mày tên le thằng Nasus rồi, mày tên le thì kệ bà mày. Không biết làm gì kệ bà mày. Mày phải chết luôn đi. À, đập nhà đập nhiêu đi đập. Đẹp, không đập được. Ôi ơi, nhà anh cứ thế là anh đập. Nói rồi, anh Baron đi. Để một mình tao support. Rồi thằng này thì nó đục cái chì gai là ngồi khóc thét tiếng mát thôi. Chứ thì mới không phép. Phải ra đi. Làm gì nhau? Mày làm gì nhau nè? Giờ anh đẩy nè. Để đẩy làm nè. Anh đẩy đó làm gì tao? Không có bất cứ thằng nào dám ra đây làm gì anh hết. Tuổi gì? Phải nhà thằng nào xuống đây? Bước vào đây. Chạy chạy chạy. Bắn cái bà nó đi, sai lầm nó rồi. Rồi anh đi về, đéo quan tâm. Về thôi. Về thôi. Hết hết nhà. Rồi đúng cái kiếm đang cưa vô là thằng Cassidy khóc thét. Tại sao? Đâu cần phải KDA cao là gánh tim đâu. Đánh vậy thôi là nó đủ mệt mỏi rồi.
Level 18 rồi coi. We fight for those who cannot. Our deeds shape the future. Em đi xa quá. Lại nó lại ăn rồng rồi. Mày tối gì? Tối gì? Mày tối gì? Hai thằng mày luôn. Tao nói là hai thằng mày luôn. Nó bắn mình kìa, nó bắn mình kìa. Ây, 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 đau, đau, đau. À, mày nè, mày hổn đau. Ê, Splash, nó bắn tôi. Ê, quên. Mày nè. Mày hổn đau nè. Say. Trời ơi, quay đều. 50 đồng, MVP. Cháu làm sao được. Rồi, event thôi. Làm what gọi là what kinh khủng. Cháu làm sao được. Ý kiến đi cò là chết liền. Rồi các bạn muốn làm event gì 5 năm tiếp hả?